Hoa hậu Mai Phương Thúy bất ngờ nhắc tới chuyện mang bầu. Trong số những người đẹp đăng quang Hoa hậu Việt Nam, Mai Phương Thúy luôn là cái tên nhận được nhiều yêu mến của người hâm mộ. Tối ngày 26 tháng 12, trên trang cá nhân, Hoa hậu Mai Phương Thúy khiến cư dân mạng trầm trồ khi đăng tải hình ảnh vô cùng nóng bỏng. Cụ thể, cô lựa chọn chiếc váy có thiết kế lông vũ khá táo bạo, khoe trọn xương quai xanh gợi cảm. Tuy nhiên, trong một bức ảnh, vòng hai của nàng hậu có phần hơi lùm lùm khiến cô đối diện nghi vấn mang bầu. Nhưng, không để khán giả đồn đoán về vòng hai của mình, Mai Phương Thúy chú thích khẳng định, tôi không có bầu. Đến sáng ngày 27 tháng 12, nàng hậu tiếp tục đăng lên trang cá nhân hình ảnh diện vai đen với vai trần gợi cảm, nhưng ngậm khẳng định mình không mang bầu. Bên dưới phần bình luận, nhan sắc xinh đẹp, cuốn hút của Mai Phương Thúy nhận được cơn mưa lời khen từ bạn bè cùng khán giả. Có thể thấy, dù đã bước sang tuổi 34, nhưng Mai Phương Thúy vẫn giữ được sắc vóc vạn người mê. Mai Phương Thúy đăng quang Hoa hậu Việt Nam năm 2006, là thí sinh Việt Nam thi Miss World 2006 và vào top 17 chung cuộc. Không chỉ là biểu tượng sắc đẹp, mỹ nhân Hà Thành còn từng tham gia diễn xuất. Nhưng, khi danh tiếng đang lên cao, cô bất ngờ rút khỏi showbiz, ít khi tham gia các sự kiện giải trí. Hiện tại, dù không còn tích cực xuất hiện trên sóng truyền hình hay tham gia các sự kiện, nhưng từng hoạt động của Mai Phương Thúy trên mạng xã hội đều thu hút sự chú ý từ truyền thông cũng như khán giả.